con hàu này, cái con gì, cái con này ấy nhỉ? Chưa, con này có ai con gì? Quéo à? Minh Toàn xin chào các anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng ở tại cái khu vực gần với chợ Cái Răm thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hôm nay Minh Toàn sẽ chia sẻ đến các anh chị cũng như là các bạn về cái khu vực quanh chợ Cái Răm, một trong những cái chợ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch khi về với Hạ Long. Bây giờ Minh Toàn xin mời các anh chị cũng như các bạn chúng ta hãy đi vòng quanh chợ nhé. Minh Toàn cũng đã có một số cái video về cái chợ Cái Răm này rồi. Nếu các anh chị và các bạn quan tâm thì chúng ta hãy xem thêm ở trong cái danh sách phát về cuộc sống Quảng Ninh cũng như là cuộc sống Hạ Long ở trong cái kênh mà cô chú và anh chị đang xem. Không biết là cô chú và anh chị đã ai có dịp đến chợ Cái Răm cũng như là thành phố Hạ Long chưa nhỉ? Và cảm nhận của mọi người khi mà về với chợ Cái Răm hay là khu vực Cái Răm này như thế nào thì xin mời mọi người để lại bình luận ở dưới video nhé. Đây, khu vực này thì bây giờ khá là phát triển luôn. Đây có một cái khách sạn khá là to quanh khu vực chợ. Đây là khách sạn Song Lộc, khá là to. Khu vực này là khu vực nhà hàng khách sạn là nhiều. Nhà hàng thì ra gần ngã ba. Đây chúng ta đang đi ra ngã ba chợ Cái Răm. Và đây là một cái đường vào cổng chợ Cái Răm. Vào trong chợ thì chúng ta đi xe máy, chúng ta gửi vào đây nếu mà chúng ta đi chợ. Thì vào chợ Cái Răm cũng bán các cái hải sản tươi sống để chúng ta mua về làm quà. Nếu mà các anh chị hay là các bạn mà về Hạ Long mà chúng ta muốn mua hải sản thì chúng ta có thể vào đây. Nhưng mà khi vào chợ Cái Răm mua hải sản thì cũng cô chú và anh chị cũng nhớ là chúng ta cũng nên trả giá nhé. Trả giá, nhưng mà chúng ta trả giá theo một cái phép lịch sự, chứ còn không cũng bị ăn chửi đấy. Hầu như ở chợ nào cũng thế hay sao ấy. Nhiều người bị chửi rồi ở trong các cái lúc mà chúng ta mua hàng hay không mua hàng, nhưng mà đấy là một cái văn hóa bán hàng mà cũng có thể là do người mua, cũng có thể là do người bán nữa. Đây, khu vực này thì khá là nhiều nhà hàng khách sạn ngay ở đường vào cổng chợ. Đây có cái taxi Bãi Cháy. Nếu ai mà về khu vực Bãi Cháy này mà đi du lịch thì chúng ta cũng có thể là đi taxi hoặc là chúng ta có thể thuê xe máy. Nếu mà thuê được xe máy thì các bạn khám phá được nhiều hơn. Minh Toàn cũng hay đi bằng xe máy lắm. Đi bằng xe máy có nhiều điều thú vị hơn. Ở khu vực này thì về đêm rất là sầm uất luôn. Minh Toàn có mấy cái video về cái khu vực này về đêm. Đây, những cái quán ăn này. Quán ăn, quán nhậu nổi lên. Và các con ốc ăn vặt ở đây. Yeah.
kiosk này mở cửa các ngày, mà có những nhà hàng khách sạn là chỉ mở cửa vào buổi tối thôi, có những quán chỉ mở cửa buổi tối thôi. Đây cũng đang một nhà đang xây rất là lớn. Wow. Chúng ta đi ra đường này là đường Hạ Long rồi. Đường Hạ Long với đường Cái Dăm nối liền nhau. Đây là đang đường Cái Dăm, nhưng mà chúng ta đi xuống một đoạn nữa, đi xuống khu vực đường ra Vòng Xuyến ấy, tức là đi theo đường này thì là đường Hạ Long. Khu vực này ngày xưa nó là biển, đã được sàn lấp thành khu vực phố mới gọi là Cái Dăm. Cái Dăm này là thuộc đây là khu Cái Dăm thôi chứ không phải là phường Cái Dăm. Cái Dăm là thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Và khu Cái Dăm này cũng khá là nổi tiếng, cũng có nhiều về đấy quay vlog rồi, nhưng mà chỉ đi lướt đường thì chưa biết được là cuộc sống xung quanh cái khu chợ Cái Dăm này nó như thế nào. Đây cổng chợ, đường đi vào chợ Cái Dăm. Khu vực này là khu vực bán hàng mã, hàng mã của chợ Cái Dăm. Đây là đường mà chúng ta đi vào chợ. Này bán đầy đủ mũ nón này, dành cho khách du lịch như Minh Toàn ấy, để mũ nón đi phải trời mưa. Đây là phía ngoài đường rồi. Ngoài này bán cả hải sản, cả hoa quả. Hải sản như thế này là gì đấy? À, cái này là hàu. Con hàu và con hàu này, con gì con này ấy nhỉ? Chưa, con này gọi là con gì? Quéo à? Rau xanh. Nhìn ngon nhỉ? Hấp đi nướng. Con này thì mua về hấp nướng. Nếu mà ai mà đến đây mua những con này về làm quà hấp nướng thì ngon. Hàu thì là một trong những cái đặc sản cực kỳ rất là tuyệt vời rồi, đặc biệt là nam giới ăn hàu thì tuyệt vời. Đây, khu này là khu ngoài cổng chợ, nhưng mà bán rất là nhiều hải sản. Còn đây là chả mực dạ tay, một đặc sản không thể thiếu khi mà về Hạ Long. Nhiều chả mực rất là ngon. Ở
Minh Toàn cũng có mấy cái video về trong chợ Cái Răm, nếu cô chú hay anh chị hay các bạn mà quan tâm thêm thì chúng ta cũng có thể là xem thêm về tìm hiểu thêm về chợ Cái Răm, về cách mua hàng cũng như là chợ Cái Răm bán gì, ở đâu, hay là trong chợ như thế nào, có đạt tiêu chuẩn của phục vụ cho người du lịch hay không. Thì rất mong cô chú và anh chị sẽ xem thêm các video ở trong cái kênh mà chúng ta đang xem này. Và video này thì Minh Toàn xin phép là dừng ở đây. Cảm ơn các anh chị cũng như là các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong cái video tiếp theo. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được thông báo cũng như là xem những video mới về Hạ Long các anh chị các bạn nhé.